tặng con là cái gì trong đó, ý nghĩa sao nè? À, em thì làm PT thì làm gì tặng đó, em tặng sức khỏe. Là cái gì vậy, em nói đi, em nói. Dạ, bộ dây nhảy và bộ dây bên. À. Dây bên kháng lực. À, là để mong là cô giáo này sẽ phải tập thể dục đúng không? Bà nhảy hả? Cái đó em tặng chị bộ Hồng Vân bộ nha. Nè, cái đó tôi đi mua được nha. Mình đó không có chịu lo tập đi, cứ nói cặn nói khóe người ta hoài, thật là giận. Bạn trai chỉ cho bạn gái tập cái dây này mắc không? Dạ không, cũng bình thường này. Em biết nhảy không? Dạ biết chị. Thử luôn món quà của bạn trai luôn đi. Em dạy sao không chỉ đi em? Anh nhảy cho em coi đi. Ủa cái này dễ mà, nhảy dây mà có gì đâu khó. Rồi, cái này thường của con gái là môn nhảy dây là của con gái mà đúng không? Nhưng mà do cái này bận váy thì hơi khó nhảy nên thôi, để em nhảy luôn cho. Cảm ơn anh. Mình giới thiệu về mình luôn đi em. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Chào em. Chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Liêm. Năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên mầm non. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê em thì ở Vĩnh Long. Mời em trai. Em tên là Trung Bá Phước, năm nay cũng 32 tuổi, quê Sài Gòn. Phước làm gì Phước? Dạ, hiện tại thì em làm PT Freelance, em ở chung với gia đình là bên quận 7. PT là tập là phòng gym á. Dạ đúng rồi. Còn Liêm là ở quận mấy Liêm? Dạ em ở quận Bình Tân anh. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về bản thân mình. Ưu điểm của em là có tinh thần cầu tiến, còn nhược điểm của em là hay quên với lại nhút nhát trước đám đông. Em trai nói đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, điểm mạnh thì em cũng không biết, nhưng mà điểm yếu thì em rất là nhiều, tò mò, hài hợp, cũng hơi nhiều quá, nhiều lúc cũng quá tin người. Mấy mối tình đây? Chính thức thì chỉ có một cái mối tình đó thì cũng được 8 tháng hả? Trời ơi. Xong ế tới giờ. Bao lâu rồi? Hồi năm 2017. Rồi, mối tình 8 tháng mới có 4 năm ở không vậy đó. Ở không 4 năm nay rồi. Trước đó cũng ở không luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình thì sao? Dạ, em thì em có hai mối tình. Một mối tình là chính thức, còn một mối tình là chỉ quen mới tìm hiểu thôi là em chia tay rồi. Thì coi như là một mối tình thôi. Dạ. Bây giờ bạn trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiện tại thì em cũng tới tuổi lập gia đình thì cũng muốn kiếm một người là giống như biết lo gia đình, biết yêu thương. Làm thì hai người cùng làm, cùng chia sẻ vậy thôi. Em mong ngoại muốn bạn gái ngoại hình sao? Dạ, nói chung là đừng có cao hơn em trên thước 8 là được rồi. Em là thước mấy? Thước 62 à. Em ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ, với ba mẹ. Tức là lấy vợ về là ở làm dâu của ba mẹ đó hả? Dạ. Em là con một hay sao? Dạ, có một đứa em gái. Là đi lấy chồng rồi hả? Dạ chưa. Vậy là em ở chung với em gái luôn chứ? Em gái hiện tại là đang đi du học bên Nhật. Em gái đi du học bên Nhật sao em không đi du học bên Nhật? Dạ, em đi rồi, đi về rồi. Dạ. Về lâu chưa bay? Dạ, về hồi năm 2015. Được. Để qua coi nha. Chào cưng. Chào chị. Thấy bên đây nói chuyện dí dỏm quá, phải qua qua coi mắt chút xíu. Nó PT phòng gym mà. Rồi vậy là bây giờ cái ngoại hình em mong muốn cái người bạn gái như thế nào? Dạ, da trắng, da ngâm, da nào cũng được nhưng mà đừng có quá đen. Tóc tai làm sao? Tóc tai thì em cũng thích tóc nhuộm hay là cũng tóc thoải mái, thủy? Rất là thoáng. Người ta học ở Nhật về mà. Dạ, tóc tai thì nhuộm hay không nhuộm không thành vấn đề, xăm hay không xăm cũng không thành vấn đề. Bên nhà gái sao nè? Anh bên đó có biết uống rượu hút thuốc gì không? Nói không với thuốc lá. Ở bên Nhật là dễ gì ha? Có rượu thì có thể sa chút gì xô đi. Dạ, rượu sake. Gì Nhật, sake có uống không? Dạ cũng có uống, kiểu như uống thưởng thức chứ không phải uống đi xỉn. Bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của em phải như thế nào? Em mong muốn là người bạn trai của em là mẫu người giống anh Quyền Linh vậy đó. Người đó là phải sống có trách nhiệm với gia đình, rồi. Với cộng đồng rồi. Thấy người khổ khổ thì mình cũng phải biết chia sẻ với người ta. Okay. Chứ không phải là mình cứ ôm cái gì của mình không à. Còn trong khi người ta khổ mình thấy mình qua đường mình không nhìn. Em có giúp đỡ những người khốn khổ xung quanh em không? Cũng có, nhà em cũng thường đi từ thiện cho trẻ mồ câu với người già khuyết tật. Đó, nếu vậy thì cũng là tâm hồn anh Quyền Linh rồi. Rồi thôi bây giờ học, em đi Nhật em làm gì bên đó? Lúc đó thì cũng vừa học vừa làm nhưng mà cũng lâu rồi. 2 năm đầu thì học tiếng, năm thứ 3 thì học bếp. Thì về đây có làm bếp không? Dạ làm được mấy tháng. Tôi coi mặt đàn gái tôi sao mà. Trời ơi, đàn gái tôi giống như là búp bê Nhật mà cosplay á. Đó. Rất là đáng yêu luôn á. Trời, cô giáo mầm non ha. Dạ dạ. Ok. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em là đồng nghiệp của bạn Ngọc Liêm. Bạn Ngọc Liêm rất là siêng năng, cần cù, với lại cũng chăm sóc trẻ rất là tận tình, chu đáo, cũng yêu thương lắm. Dạ. Trường em còn mấy cô chưa có người yêu nữa. Dạ trường em cũng còn nhiều cô chưa có gia đình nữa mà. Ba đứa em là có gia đình hết chưa? Chưa. Dạ. Chưa hả? Chưa. Hẹn gặp lại ba em ở trên này nha. Dạ em cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Rồi em ra đi với ai? Dạ hiện tại thì em đi con mình. Con mình. Coi như bên đây đại diện luôn đi coi ha. Coi như nhà mình đi, mở ra đi. Mở ra. Rồi bắt đầu đi em.
Chào anh. Em có muốn ngoài không? Rồi, để em. Dạ. Mình phải khui quà đi nè, coi là cái gì trong đó ý nghĩa sao nè. À, em thì làm PT, thì làm gì tặng đó, em tặng sức khỏe. Là dạ. Cái gì vậy? Em nói đi, em nói dạ, đi. Bộ dây nhảy và bộ dây bên. À. Dạ. Dây bên kháng lực. À, dạ. À, là để mong là cô giáo này sẽ phải tập thể dục đúng không? Mà nhảy hả? Cái đó em tặng chị bộ Hồng Vân bộ nha. Nè, cái đó tôi đi mua được nha. Mình đó không chịu lo tập đi, cứ nói cạnh nói khóe người ta hoài, thật là giận. Bạn trai á chỉ cho bạn gái tập cái dây nè, mắc không? Dạ không, cũng bình thường này. Em biết nhảy không? Dạ biết chị. Thử luôn món quà của bạn trai luôn đi. Em dạy sao không chỉ đi em? Anh nhảy cho em coi đi. Ủa, cái này dễ mà, nhảy dây mà, có gì đâu khó. Rồi, cái này thường của con gái là môn nhảy dây là của con gái mà đúng không? Nhưng mà do cái này bận váy thì hơi khó nhảy nên thôi, để em nhảy luôn cho. À, cảm ơn anh. Rồi, cái này mình sẽ nhảy ha. Có, em xích ra coi, vô mặt rồi đó. Đó. Nhảy thẳng vậy đó. Cái này là gì cưng? Dạ, những cái dây bên thường thì mình sẽ dành cho nữ để tập. Thay vì nếu mà họ sợ tập với tạ bự cơ thì họ sẽ tập với những cái dây này. Ờ, để làm cho nó săn cái tay lại. Dạ đúng rồi. Mình sẽ thọt hai cái chân vô như thế này. Như thế này, một là mình sẽ tập dở ngang qua đây, mình sẽ tập cho cái phần đùi bên, phần cơ đùi bên đây. Hiểu rồi. Còn không mình tập ra phía sau. Thì mình sẽ tập cho phần đùi trước. Đưa thì đó, đưa anh chắc hỏi đứt hết quá. Món quà của em là một cuốn sổ. Cái này cuốn sổ này nó có ý nghĩa là ví dụ như lỡ mà em với anh có quen nhau á, anh buồn hay là anh giận em thì anh ghi vô đây. Bạn thay gì anh chút giận em, anh ghi vô là nó hết chút giận. Ý này cũng hay đó. Mai Linh tặng Dân cuốn sổ đi Dân. Ok, tắt tiếng luôn con. Cái này là cái bài thơ em viết anh tặng anh. Cái này mới viết hồi hôm luôn á. Đọc có luôn. Gì sai thì anh đừng có ấy, là đừng có buồn em nha. Anh mù thơ. Thân gửi anh. À, lần đầu gặp gỡ khó quên, đôi dòng lưu bút gửi trao ân tình. Anh ơi bên đó xa xa, có nghe em nói đôi lời được không? Dù gần ngàn lối đường đi, nhưng mà ta đã đến gần gần nhau. Kề bên ánh mắt ai trao mà, sao em lại bồi hồi khó quên? Mong là sau buổi hẹn hò, đôi ta sánh bước cùng nhau chung đường. Hello em. Dạ hello anh. Anh nói trước đi. Ok. Em có quan điểm như thế nào về tình yêu hôn nhân gia đình? Em thấy nếu mà mình hợp với nhau thì mình tiến tới hôn nhân thôi chứ không có gì. Rồi, giống như trong đây thì mình chỉ có thể là gặp nhau nói chuyện qua là chút xíu. Dạ. Tầm khoảng 5-10 phút thôi thì không thể nào mà hiểu hết được một con người. Dạ. Nhiều cặp thì cũng quen nhau 8 năm mà còn chia tay nữa thì mình mới có chút xíu là cũng không thể nào mà hiểu hết được. Dạ. Không có đâu nha em. Ở đây có đôi khi là gặp con phút ta cưới nhau nhiều lắm rồi đó. Mẫu người của anh như thế nào? Hướng nội hay hướng ngoại thì cũng không quan trọng. Nhiều lúc thì do tính chất công việc thì bắt buộc phải là đi giao tiếp khách hàng thì cứ việc đi. Giống như mà có gì thì phải nói thôi, chứ đừng có mà kiểu như úp mở mở mà không nói rõ ràng thì cái kiểu như tò mò mà cứ ngày qua ngày thì nó thành không tốt. Ý là em muốn nói là anh có thể cụ thể ra không? Là mẫu người như anh có chiều cao hay là sao đòi hỏi người phụ nữ không? Do anh cũng lùn, không cao lắm nên không có. Giống như ví dụ như cái người đó bằng tuổi anh rồi, lỡ người đó già hơn anh rồi, anh có sợ không? Thật lòng mà nói thì cũng có một chút xíu, tại vì đa phần thì con gái sẽ lớn tuổi già dặn hơn người con trai 1-2 tuổi. Thì khi mà nếu mà đã bằng tuổi với nhau thì có thể suy nghĩ sẽ chững chạc hơn rất là nhiều. Nhưng mà ý là anh có ngại để ví dụ như đi đến hết cuộc đời với cái người đó không, hay là anh thấy người đó già rồi anh ngại? À không, nếu mà già thì theo cái nghề của anh tuốt lại được. Dạ. <Yeah. cười> Anh có muốn hỏi gì em không? À, thì khi mà làm việc như thế này là công việc của em là tính chất thường thì mầm non rất là nhiều đúng không? Từ dạ. Sáng đến tối. Dạ đúng rồi. Và nhiều khi cũng áp lực công việc, stress rất là nhiều. Thì khi những lúc như vậy thì em sẽ làm như thế nào? À, tại vì em không có thời gian để xịt chết ra đâu anh. Tại vì thường thường em đi làm là em đi làm từ sáng cho tới 6 giờ rồi. 5-6 giờ em về. Rồi có khi em phải đi làm rửa bát thêm buổi tối nữa. Rửa bát thêm tới 9 giờ, 10 giờ em mới về. Nên bởi vì em về nhà em mệt em còn ngủ à, chứ đâu không có thời gian đi suy nghĩ chết đâu. Một tuần là công việc của em nó sẽ quay quần một cái khung thời gian như vậy. Dạ. Nếu mà thời gian bình thường của em đã bích như vậy rồi, nếu mà quen nhau thì gặp nhau thời gian em tính dính ra như thế nào? Thì em sẽ dính thời gian lại. Người ta nói có một câu là yêu nhau mấy núi cũng đều, mấy sông cũng lội, mấy đều cũng qua. Thì tại sao mình không có dính được chứ, không thôi mình ế hoài sao anh?
Nhưng mà hiện tại thì cũng có nhiều câu yêu xa khó lắm. Nếu mà gặp không gặp nhau thường thì nhiều khi thì nó cũng bị nhạt, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ăn thua là cái lòng tin thôi. Cái cảm xúc thật nhất ngay trong lúc này khi mà em tham dự và em mở rào ra em gặp bạn nữ. Tính tình của bạn đó thì cũng rất là dễ thương, giọng thì cũng rất là hiền. Còn giống như cái chiều cao thì cũng rất là nhỏ hơn em thì cũng rất là dễ rồi. Thì cũng có thể là dễ ôm, không có cần phải ngước lên. Em thấy, theo em thì em thấy anh á cũng hiền, cũng dễ thương, thẳng thắn. Nếu mà được thì chúng mình cho nhau cơ hội. Vậy đó. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để thay vào nút bấm các bạn. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn bấm hoặc là không bấm ha. Rồi. 1 nè, 2 nè, 3. Thôi hết thời gian. Là bạn trai không bấm đúng không? Đúng rồi. Tại sao bạn trai lại không bấm? Em cũng không biết nói như thế nào. Tính chất công việc của bạn giáo viên mầm non thì nhiều khi cũng rất là kiểu như là thủy tinh dễ vỡ, rất là mong manh. Nhiều khi em thì cũng hơi bị bốc đồng một chút xíu, nhiều khi cũng hơi bị cọc tính, thì nhiều khi không biết là có kiềm chế được hay không. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Chương trình gửi tặng đến bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN, hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Rồi, chúc các bạn sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Rồi. Rồi, chúc hai đứa vui nghe. Cảm ơn chị. Rồi, tìm được bên đây. Một nửa. Nào. Đây, bên đây. Mỗi người đi một đường.